ngày Tết, ngoài những lời chúc ấm áp tình thân, mọi người thường trao nhau những bao lì xì đỏ thắm, bởi màu đỏ là màu của cát tường, thịnh vượng và may mắn. Con có bất ngờ cho ông bà có cái gì mà bất ngờ thế con? Gì đấy con? Con chúc ông số lông trăm tuổi và thành công trong cuộc sống. Con chúc mẹ luôn xinh đẹp và thành công trong công việc của mình và có thật nhiều khách hàng tới thăm. Ôi mẹ cảm ơn con. Vẽ đúng không? Cưng đẹp đấy. Em đi vẽ là em Lâm vẽ. Đây, hạt của con trắng đây. Con ơi, hạt gì nhỉ? Bà kém mắt quá mà nhìn không rõ. Đây là hạt cam mà sau khi con ăn cam thì con giữ lại, con rửa, con mang tặng mọi người. Có thể nói là tôi rất là phấn khởi, tôi rất là vui mừng. Bởi là năm nay các cháu lại mừng tuổi ông bằng các cái bao lì xì khác nhau. Tôi rất là bất ngờ, nhưng khi xem và tôi lắc tôi biết ngay đây là hạt, mà hạt là sẽ ươm và nảy mầm sẽ tạo thành màu xanh và sẽ đem lại màu xanh cho quê hương, cho đất nước. Mình sẽ lan tỏa cái hoạt động mà mừng tuổi bằng hạt giống này tới tất cả những người thân trong gia đình mình và bạn bè mình, vì là năm mới mùa xuân là Tết trồng cây và mình muốn tất cả mọi người thân của mình đều thực hiện những cái hoạt động đầy ý nghĩa này. Những ngày trước Tết, mỗi lần ăn hoa quả, Hà My và Minh Lâm đã bí mật tiết kiệm những hạt giống, để khi mùa xuân về thì những hạt giống đó được đựng trong những phong bao do tự tay các con làm và trang trí để trao đi hạt của yêu thương, hạt của sẻ chia và hạt của hạnh phúc. Vô tình con xem trên Internet thì con đã thấy cái ý tưởng này và con cũng được các bạn chia sẻ, và ở trường con cũng đã được học về cái ý tưởng này và con nghĩ là mình có thể làm được, nên là con đã tiết kiệm những hạt kiểu như là hạt cam và các loại hạt khác để con đến gần Tết thì con sẽ cho vào những phong bao lì xì mà con tự làm và vẽ, và lúc đấy là con sẽ trao cho ông bà và bố mẹ. Trao đi là nhận lại, tất cả tình trong bao lì xì cứ lan tỏa và gắn chặt giữa người trao và người nhận, để những điều tốt đẹp an lành đi theo mọi người trong suốt một năm nỗ lực học tập và làm việc. Cái việc lì xì bằng tiền mặt thực ra thì nó mang về cái ý nghĩa về vật chất quá. Thực ra con trẻ thì đối với con trẻ thì tiền thì nó tức là không nên đưa con trẻ những cái giá trị của đồng tiền, vì nó nhiều khi là ví dụ như nhận được một cái bao lì xì mừng tuổi, trẻ con thường nghĩ không biết đấy là bao nhiêu, và nhiều khi lại hình thành lên cái tính cách là không biết đấy mình được lì xì bao nhiêu tiền, thì nó mang cái yếu tố là về tiền bạc, yếu tố về vật chất trong đó. Còn lì xì về hạt giống thì là để mình gieo trồng ngay trong ý tưởng của con trẻ, là để trồng những cái mầm xanh cho đất nước. Lì xì hạt giống cũng sẽ tạo ra một truyền thống mới cho cả gia đình, cùng nhau gieo hạt, trồng cây, rồi cùng nhau chăm sóc để cây may mắn lớn lên. Mỗi cái cây sẽ trở thành một người bạn của đứa trẻ, mỗi cái cây sẽ trở thành một kỷ niệm của cả gia đình. Trồng cây là cách trao đi sự sống, giúp sự sống của chính chúng ta sẽ mãi còn lại trên trái đất này.